Em chốt luôn hai cặp GRX115. Và mấy hôm nữa lại về lấy thêm hai cân đẩy. Ngày hôm nay thì chốt trước hai cặp này. Một chiếc. À, trẻ rất to. Mình kính chào quý vị anh chị em yêu thanh mỹ bãi trên toàn quốc. Tiếp tục trở lại clip ngày hôm nay thì chị Ninh Bình đang đón hai em về từ Thanh Hóa về để ủng hộ cho chị Ninh Bình những cặp loa có phân khúc trên 10 triệu với mã đời đó là GRX115. Hàng Mỹ với phân khúc trên 10 triệu mà nó mang lại cho chúng ta một cái chất âm cực kỳ hay, và hai em đây cũng là một trong những đôi tai đam mê âm nhạc rất là sâu. Em này mới đi Hàn Quốc về. Đấy. Và đây là em cũng về để sở hữu những cái cặp loa GRX115. Dòng sản phẩm này thì thiết kế với cấu trúc là một bát 40 và một loa kèn. Nhưng dòng này thì nó được trang bị của hãng đó là thùng bọc nỉ. Tuy nhiên thì cái dòng đời thùng bọc nỉ nên giá thành của nó sẽ rẻ hơn những các cái dòng sơn cát rất nhiều. Nhưng cái chất âm nó mang lại cho chúng ta khẳng định là rất hay. Với những gia đình chúng ta chỉ cần một cặp này với lại một con âm ly của Jaguar Hàn Quốc cũng được, nó đánh rất là ăn với cặp loa này. Thì chúng ta hát karaoke và nghe nhạc những cặp như này rất là hay, và chúng ta cũng đang nghe bản nhạc. Thì tất cả những cái cặp loa như này thì các em về đầu tiên thì mở ra thì các em đã cảm nhận là thấy cái chất âm nó mang lại vượt trội so với cái tầm tiền rất là nhiều. Đấy. Bởi vì cái tầm tiền nó chỉ hơn 10 triệu nhưng cái chất âm nó mang lại, các em là đôi tai đã từng là đôi tai đam mê âm nhạc thì nghe rất là tinh từ cái giải chép, cái lời nó trong sạch và tiếng của nó chắc đó. Nên em đã sử dụng cặp GRX115 này để ủng hộ cho chị Ninh Bình. Em về từ Thanh Hóa, và trong những ngày gần đây thì các bác cũng như các em từ Thanh Hóa về ủng hộ cho chị Ninh Bình rất là nhiều. Các bác có nhu cầu chơi âm nhạc mà từ Thanh Hóa mà muốn ra các tỉnh phía Bắc thì chỉ có 50 cây là về đến chỗ chị Ninh Bình, và đều phải đi qua chỗ chị Ninh Bình thì mới đi được các tỉnh khác. Vậy nên các bác có niềm đam mê âm nhạc, có đi đâu ghé qua đất Ninh Bình, xin hãy ghé vào chị Ninh Bình để trải nghiệm những cái thiết bị âm thanh, đồ mỹ bãi được tuyển chọn từ những con đẩy về từ nhiều quốc gia khác nhau, từ những bộ mic và rất là nhiều những sản phẩm khác đa dạng các bác nhé.
Và video ngày hôm nay thì các bác đang nghe một bản nhạc thì Ninh Bình cũng test lại và đã kiểm tra rất chi tiết kỹ lưỡng trước khi để giao lại cho hai em. Mọi nhu cầu về mua sắm các bác hãy liên hệ với chị Ninh Bình bằng số điện thoại hoặc kết nối Zalo để được tư vấn chi tiết về những các cái mẫu mã đòi. Ở đây thì Ninh Bình có rất nhiều những phân khúc khác nhau, giá từ 10 triệu lên đến 80 triệu, từ những cặp loa, từ những quả súp, từ những con đẩy vân vân. Và bây giờ thì một video ngắn thì Ninh Bình xin được ngừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bác trên kênh của Tiền Ninh Bình trong những clip của những ngày tiếp theo. Các bác hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi kênh của Tiền Ninh Bình nhé. Và bây giờ thì Tiền Ninh Bình xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị anh chị em.